dòng xe máy điện Rumor Surica, kiểu dáng khá là bắt mắt, vận hành khá là êm ái. Xin chào, mình là anh Đầu Bay, mình đến từ xe điện AGB. Hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh dòng xe máy điện Rumor 5 do hãng Surica sản xuất, khá là đẹp, xe khá là bắt mắt. Tất cả chi tiết mọi thứ được thiết kế thật là hoàn hảo.